Thưa quý vị, ngoài việc nhân rộng 16 mô hình dân vận khéo theo đề án số 04 của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, các địa phương cũng tích cực đăng ký xây dựng mới các mô hình, góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi, đẩy mạnh phong trào dân vận khéo trên địa bàn thành phố. quận Sơn Trà có 3 mô hình đăng ký mới, bao gồm tổ cựu chiến binh nắm tin định hướng dư luận xã hội và bảo vệ an ninh trật tự tại khu dân cư, tuyến đường kiệt hẻm an toàn văn minh, xanh sạch đẹp và ngày hội không đồng hỗ trợ cho hội viên phụ nữ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn. Theo đó, vừa qua, Ủy ban Nhân dân phường An Hải Đông, quận Sơn Trà tổ chức ra mắt mô hình tuyến kiệt an toàn văn minh, xanh sạch đẹp tại K80 Lê Hữu Trác, phường đã thành lập tổ tự quản, trang bị các thùng rác tại tuyến Kiệt và ký cam kết thực hiện các tiêu chí của hộ dân tại Kiệt. Căn cứ vào các cái tiêu chí cụ thể của mô hình thì chúng tôi sẽ tiến hành sơ kết định kỳ 6 tháng với 1 năm để đánh giá hiệu quả cũng như là kịp thời xử lý những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai để từ đó nhân rộng trên phạm vi toàn địa bàn của phường. Tại quận Cẩm Lệ, lãnh đạo ban dân vận của quận ủy Cẩm Lệ cho biết, với các mô hình đăng ký mới trong năm nay, hiện nay 6 phường thì mỗi phường đều chọn một mô hình đã triển khai, đem lại hiệu quả trong thời gian qua để triển khai trên địa bàn phường. Chẳng hạn như là mô hình đảng với nhân dân của phường Khuy Trung, rồi mô hình đoạn đường trường tự đoạn đường tự quản của phường Hòa Xuân, rồi mô hình xây dựng khu dân cư an toàn có xây dựng lớp sống văn hóa văn minh đô thị của phường Hòa Phát và nhiều mô hình khác. Theo đề án số 04 của Ban Thường vụ Thành ủy, mục tiêu trong giai đoạn 2023-2025 hàng năm phát động xây dựng ít nhất một mô hình dân vận khéo trong phạm vi nhiệm vụ chuyên môn, lĩnh vực hoạt động, công tác của địa phương, đơn vị mình, triển khai lựa chọn ít nhất một mô hình tiêu biểu để giới thiệu, nhân rộng trên toàn địa bàn và đánh giá kết quả thực hiện vào năm 2025 việc triển khai xây dựng mới các mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng nhà nước thực hiện mục tiêu phát triển thành phố và đảm bảo an ninh chính trị quốc phòng trên địa bàn